Xin chào cô chú, chị và các bạn quay trở lại với kênh Tim Mơ Miền của chú chị. Buổi sáng ngày hôm nay anh Huy Sang cũng ghé đến nhà chị Hồng Loan được nhà cả nhà. Thì hiện tại bây giờ anh Huy Sang di chuyển đi cô chú anh chị cả nhà. Đó, anh cũng chia sẻ là nhìn anh có đẹp không, nhưng rất đẹp. Cô chú chị xem video này, cô chú chị ủng hộ cho Tim Miền. Thì hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan đang like, cô chú anh chị hãy xem tình hình của chị Hồng Loan, like nghe cô chú anh chị và các bạn nhé. Cả nhà rất là nhiều vị lạ ở trong này nha, có tiramisu nè, rồi thập cẩm sốt hoa anh đào, đậu xanh kim sa lava và sò điệp sốt bào ngư nha cả nhà. Bốn vị nha cả nhà ơi, hai ngọt hai mặn, giá của nó là 752k, tặng kèm cho mình hai bánh trẻ em và một cái lồng đèn luôn nha cả nhà. 752k là cũng là của giá bánh ABC ra luôn nha cả nhà nha, tất cả mà cửa hàng đều giá như vậy luôn. 752k tặng kèm cho mình hai bánh trẻ em và một cái lồng đèn phi ship nha cả nhà nha. Mua hộp bốn bánh, một hộp bốn bánh bên con cũng phi ship, nhưng mà khi mà trường hợp mà mua một hộp bánh hai bánh á, mua một hộp thôi nha thì phụ ship con 30 với bánh loại hai bánh, còn mà mua bốn bánh á thì bên con là phi ship cho mình một hộp cũng phi ship nha cả nhà. Bánh chay ok, bánh chay đây, bánh loại nào ngon nhất? Dạ bánh loại nào cũng ngon hết, tùy theo mình thích nha cả nhà ơi. ABC thì năm nay con thấy rất là chu đáo về mẫu mã nè, nhưng mà với chất lượng của bánh cũng thay đổi rất là nhiều luôn, mềm dẻo nha cả nhà, không có bị thô bánh và không có bị ngọt lắm, cái vị rất là ngon mà làm cho mình ăn nó bắt miệng chứ không bị ngán nha cả nhà, mềm dẻo nha. Một bánh là 200g nha cả nhà nha. Một hộp bánh chay này là 626k, tặng kèm cho mình một bánh trung thu trẻ em với lại một cái lồng đèn. Còn mình mua hai cái loại, mình mua loại mà bốn bánh loại bờ bánh thường á thì bên con sẽ tặng cho mình là hai bánh trẻ em và một cái lồng đèn và một hộp đặc biệt nữa, gelato nha cả nhà, gương của gelato em. Gelato thì giá của nó là 1.164k, tặng kèm cho mình hai bánh trẻ em và một cái lồng đèn cả nhà, phi ship cho mình nha. Đây gelato nha cả nhà ơi, là hộp đặc biệt nha nè, mẫu mã rất đẹp luôn nha, ánh kim và phần ở ngoài là kiến nha cả nhà. Và khi mình xài bánh, mình ăn bánh xong á thì mình có thể dùng cái hộp này mình để lại, mình cất lại, mình bỏ tiền vô nè, mình bỏ trang sức này kia vô, mình bỏ vô tủ mình cất, xài mấy năm chờ vẫn không bị hư nha cả nhà. Hộp này là hộp hộp kiến, đặc biệt nhất là mẫu mã rất là đẹp luôn nè cả nhà. Mình dành mình tặng cho sếp nè, cho những người đặc biệt nè, hoặc là cho ông bà cha mẹ mình. Nói chung mình tặng mà muốn đặc biệt hơn, hoành tráng hơn là mình chọn cái loại này nha cả nhà. Đây, đây, mình chọn cái loại này nha. Rồi bye bye nha, Hằng Thiện Thúy Trần. Rồi xong. Rồi, lên đường. Một hộp á, một hộp là 1.164k, free ship tặng kèm cho mình là hai bánh trẻ em và một cái lồng đèn trung thu nha cả nhà. Cái này ba lồng đèn này con về cũng khoảng cỡ 100 cái nữa thôi là hết nha, con sẽ tặng cho đến khi nào hết được thôi nha cả nhà. Dạ, ở ngoài hội chợ con cũng có đem bánh trung thu ở ngoài đó con bán luôn nha cả nhà ơi. Nếu mà mình có đi hội chợ mà mình mua bánh trung thu á thì xem tham khảo coi những cái nào ngon, hoặc là cái ABC này ngon thì ghé ủng hộ con giùm nha cả nhà, ở ngoài cái chỗ hội chợ nha cả nhà. Con sẽ thông báo ngày và giờ giúp con bán buôn bán ở ngoài chỗ hội chợ nha. Rồi ngoài ra thì bên con có bán kèm theo là bánh trẻ em nữa, một cái lẻ là một cái là 45k, 4 tặng 1 là 180. Cái này là chương trình do shop con làm ra chứ ở ngoài không có chương trình này nha cả nhà. Ở ngoài chỉ mua một cái là 45, ở đây cũng 45, nhưng mà con có chương trình thêm cho cái giờ dành cho ông bà cô chú mà ủng hộ cho shop con á, là con làm chương trình này ra thôi nha, là do bên con gửi tặng cho cả nhà, hỗ trợ cho cả nhà nha. Là giá là 4 tặng 1 là 180, bánh trẻ em nha cả nhà, một cái là 45k, 4 tặng 1 là 180. Chị Sương Toàn à, đúng rồi cả nhà ơi, tại vì sao không, mấy nay cô á lễ thì người ta cũng nghỉ, với lại mấy nay trời mưa nè, trời mưa người ta phơi khô á, nó lâu khô lắm nên là bị cái thời gian nó bị thay đổi một chút xíu nha cả nhà. Ví dụ mình có đặt khô thì chịu khó đợi giùm con khô một nắng á,
á, người ta cũng khuyên ráng mình là phơi cho nó khô lại chút, mà do mưa á, do mưa nó khó khô cái con khô của mình lắm, nên là thời gian nó chậm nha cả nhà, thì thông cảm nha cả nhà ơi. Hôm nay là có khô rồi thì con sẽ lên đơn nhà ship đi cho mình nha. Đây bánh đặc biệt nhà ơi, đây nha cục gà. Bánh đặc biệt của Gato là 1.164k, em tặng kèm cho mình là hai bánh trẻ em và một cái lồng đèn trung thu nha. Khi mua một hộp bánh Gato và một hộp bánh thăng long thì mỗi loại em sẽ tặng kèm là hai bánh trung thu và một cái lồng đèn trẻ em cho trẻ em chơi trung thu nha cả nhà. Lấy thêm cho chị hũ kem ngài. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Hiếu. Nếu chị cần. Dạ, cả nhà ơi, nếu mà hiện tại thì nếu mà mình nhận hàng chưa được á, bên con bị sót đơn á, cả nhà cứ nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến cho shop con để bên con trao đổi và lên xem cái đơn hàng của mình như thế nào nha cả nhà. Mà bên con có thể ship đi gấp cho mình nha cả nhà. Lúc nhiều đơn quá bên con bị sót đơn quá, bên con bị sót đơn á, cả nhà thông cảm giúp con nha. Hồng lên bán táo đỏ không vậy hả? Không, em cũng có bán táo đỏ nha. Cái đó là hôm bữa em có like bên Tốt Tốt, em hỗ trợ bên phần like của các nhãn hàng đó thì có thêm phần táo đỏ. Thì nếu mà cả nhà mình có đặt thì vô Tốt Tốt coi còn không còn thì đặt giùm em, còn không còn là hết rồi nha cả nhà, là không còn liên kết nha. Dạ chị Nguyễn Nguyệt, bên em gửi tin nhắn cho mình nha chị Nguyễn Nguyệt ơi. Nói chung giá sao thì dạ rồi, chị giờ em báo lại nha. Bánh trung thu loại hai bánh á, một hộp á là 348k, tặng kèm cho mình một bánh trẻ em và một cái lồng đèn nha cả nhà. Dạ cảm ơn chị Thẩm Mỹ Kim Thoại, em chờ chị mướn nhé. Chào Lê Điển Nhi nè, chào em, sửa rửa mặt năm tiếp bao nhiêu? Dạ sửa rửa mặt này đã có chương trình là 3 tặng 1 là 4 á chị, yêu chỉ có 450 nha chị, một tiếp là 150 mà chị mua 3 tiếp là được tặng một tiếp, chỉ có 450 thôi. Bạn Nam quản lý nghỉ rồi à? Dạ không, vẫn còn làm nha Đạt nha, còn làm nha. Nhưng mà hôm nay là ngồi chất đơn cho em, nghe đóng hàng cho em nha. Hello. Dạ chào chị Lê Phương, táo đỏ bên trong đó. Dạ đúng rồi, qua mình qua chị Trâm của táo đỏ, chị Trâm giùm em nha. Đang làm nghỉ đâu mà hỏi, cứ nghỉ hoài, không thấy là hỏi nghỉ á. Ủa gì đó trời. Dạ chị ơi, nhân viên bên em nó vẫn còn nguyên nha. Mà ví dụ mà có thay đổi thì cũng không sao, tại vì đâu có cần nữa thì không có đi đâu, đúng không? Bán đang cần là 380, dạ 348k, bánh hộp hai bánh là 348k, tặng kèm cho mình một bánh và một cái lồng đèn trung thu ngay cả nhà nha. Tôi thèm hôm muốn sộn, trời ơi, 9 tháng 9 ra đi, 9 tháng 9 nha, chị Linh Nguyễn nhớ ra với em nha, cả nhà ơi, mình mua vé nha cả nhà, mình đặt vé trước nha, có 201 vé thôi, con nghe anh Huy nói là sắp hết luôn rồi, sắp hết vé rồi cả nhà ơi, nếu mà cả nhà yêu thương, ủng hộ và đến giao lưu buổi đó thì cả nhà đặt vé trước nha, để mình có cái vé đó mình vô, mình đỡ tốn thêm tiền nước thôi, rồi có mình có chỗ mình ngồi nha cả nhà, sắp hết vé rồi cả nhà ơi, nghe cũng mừng ghê, số lượng ít nha cả nhà. Ship cho chị họ đâu? Dạ ship cho chị một bánh ngon ạ. Trời ơi em xài kem xong thấy gì luôn rồi đó, quá trời nhảy luôn. Rồi bên em gửi tin nhắn cho mình nha, em coi bình luận trả lời tin nhắn em, còn miễn có để số điện thoại nè. Chị đặt ok, chị Linh Nguyễn. Dạ cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã mua gì vé ủng hộ con luôn cả nhà, con cảm ơn rất là nhiều. Bữa đó cả nhà tới nha, giao lưu với con, với anh em tụi con, với lại mình muốn hát cái dịp lên sân khấu hát với anh em tụi con luôn nha cả nhà. Buổi đó là buổi giao lưu của anh em tụi con dành tặng cho cả nhà thôi, chứ không có phải là ca sĩ nghệ sĩ gì hết, tụi con đâu phải là ca sĩ đâu cả nhà. Anh em tụi con tổ chức ra để có cuộc gặp gỡ và giao lưu ông bà cô chú, thấy là vui rồi đó, thấy cuộc gặp gỡ rất là vui là mừng luôn, cho nên mới thôi làm đi, làm mà để vui hơn cả nhà thôi. Em lấy hai set 348 nhé. Ok Lê Thị Nhi nè, ok được, nếu mình đặt vé thì chị cứ nhắn là một vé hai vé đi, rồi bên em sẽ nhắn trong phần tin nhắn cho mình
nha cả nhà. Chốt đơn kìa. Ok nha, rồi đang có mấy bé đang chép bình luận nha. Trẻ em là không có mua vé. Trẻ em không có mua vé nha, mình cứ vô mình ngồi nha. Bữa đó em sẽ tặng kèm thêm cho mình, cho các bé thêm bánh trung thu nữa này cả nhà ơi, một cái bánh trung thu nha. Để các bé ngồi xem nhạc nè, rồi uống trà sữa nè, hoặc là sinh tố gì tại quán của anh Huy đó. Rồi bên con sẽ tặng kèm cho mình thêm bánh trung thu. Bánh kèm nha. Cảm ơn chị Linh Nguyễn gửi tin nhắn này luôn. Chắc tối nay khỏi like bán vé nữa hết trơn rồi. Nghe đó, Huy nó là có vé thôi, không còn nhiều nữa. Nhưng mà thôi, mà mình muốn đặt thì cứ đặt nha cả nhà. Còn ai không có vé cứ tới, có chỗ ngồi là mình ngồi. Rồi mình uống nước ủng hộ cho anh Huy, rồi giao lưu cùng tụi con cũng được nha cả nhà. Chị hai vé nha, em nhắn cho chị rồi. Bên em nhắn cho chị liền nha, chị Sa Sứ. Chị hỏi em, xúc kem gì đẹp vậy Hồng Lan? Dạ, kem của Liên Kim của em chị. Đây, bộ không từng vết chị yêu ơi. Bộ không tì vết nha, là bộ đa năng, bắt đa chức năng lộn. Bộ đa chức năng, bộ mới nha cả nhà. Đây nè, chị nếu mà mình xài thì mình chịu khó xài giùm con combo 3 nha cả nhà. Combo 3 món có thêm serum luôn. Đây là 1 triệu, bao nhiêu em? 1 triệu 050 nha cả nhà, là giá đã giảm cho mình, giá hỗ trợ cho mình rồi nha cả nhà. Chứ giá gốc của nó là 1 triệu 129k. 1 triệu 290 ngàn một bộ này nha cả nhà nha. Nhưng con giảm cho mình luôn, hỗ trợ cho mình để có dùng nha cả nhà. Là combo 3 này là chỉ có 1 triệu 050k thôi. Chị ơi, mít sấy một bình bao nhiêu? Mít sấy là 180 nửa ký. Mình mua 2 bình là được tặng 1 bình, là giá là 350. Mua bánh tặng đèn lồng, đúng rồi. Mua bánh trung thu là bên em sẽ tặng cho mình là cái bánh trẻ em nè. Rồi tặng thêm cho mình là một cái lồng đèn trẻ em tiếp luôn. Có tặng bánh cho bé lớn không? Dạ. Bánh thân cho bé lớn là bé mớm nó tuột mồ hôi dữ lắm.